Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong clip này thì mình xin thể giới thiệu với quý vị các bạn bộ điều khiển từ xa tự chế sử dụng cho máy bay mô hình. Thì đây là bộ điều khiển của mình. Còn đây là bộ phát và bên đây là bộ thu. Thì các bạn ở đây là mình đang lắp một cái khung. Cái khung này là để dùng để test các thông số của máy bay mô hình. Các bạn thấy đây là khung để test đây các bạn. Đây là bốn cái động cơ và bên đây là test cũng khá đầy đủ rồi. Ở đây thì chúng ta sử dụng cái giải thực BAD để mà chúng ta kiểm tra độ cân bằng của nó. Thì Hào ơi bật lên luôn Hào. Bây giờ các bạn thấy là đèn LED đang ở chế độ màu đỏ. Và bây giờ khi chúng ta bật lên đây, bật lên. Và ở đây là sẽ là những cái thông số. Các bạn đợi xíu ạ. Những cái thông số ở đây. Còn có thấy chút xíu. Đây. Đây thông số là điều khiển, em tiếp cận luôn đi. Thì đầu tiên là đang ở chế độ setup, mình bấm nút bên trái để chỉnh các cái chế độ các thông số của KB, KI, KD theo các trục. Thì bấm này, bấm nút bên phải để chọn cái thông số. Số 1 là KB, số 2 là KI. Bấm up, down để điều chỉnh thông số. Số 3 KD và cứ tiếp tục các thông số BD khác. Thì đang ở chế độ setup mode thì đèn tín hiệu sẽ màu đỏ và trên quạt copter thì đèn cũng màu đỏ như các bạn thấy. Thì mình bấm nút up đây thì đã ra tín hiệu là hai đèn đều màu xanh là ra tín hiệu bắt chuẩn bị cất cánh. Thì nó cần gạt bên trái là để tăng ga cho động cơ của quạt copter. Thì bây giờ mình tăng ga, tăng tốc độ hả? Đó đang tăng tốc độ đây đó. Thì coi như cơ bản là đã tạo được một bộ điều khiển rồi. Cái này là tự mình chế các bạn, sử dụng bộ NRF24L01, loại mà có cái khoảng phát sóng khoảng chừng 1000m thì đây, hay là bộ này đây. Và hai này nó đã giao tiếp với nhau rồi, nó rất là ổn rồi đó. Sau này thì khi mà chế xong thì ta sẽ chế được hàng loạt các bạn khác. Thì hiện nay là mình đang chỉnh lại thông số KB, KI, BAD, KB, KI, KD cho nó phù hợp. Clip này xin tạm dừng lại đây và những clip kế tiếp mình sẽ nói tiếp về vấn đề này. Xin cảm ơn quý các bạn đã quan tâm theo dõi.